con à Thực tế Chúng tỳ kheo Rất mong muốn Sức khỏe của con người Ai cũng vậy Thì được sự chăm sóc Còn hơn cả người thân trong gia đình Nên các thầy Cho con nên Nghỉ bên cạnh thầy Để trông nom những lúc đêm ốm đau bệnh thì ai chả có nhất là lúc tôi già nhưng thực sự thấy rằng rất khó cho con người ai cũng vậy khi hiểu được giấy luật đức phật lại dạy hai người không được ở ngủ chung một phòng do vậy con muốn ở nằm bên cạnh dưới đất cạnh cái cái giường tre của thầy nhưng không được về giới thầy phải bố trí cho con nằm ở phòng tránh điện nhưng giới trẻ ngủ thì cũng thấy rất khó khăn nằm ở dưới cái phản ngủ phải bố trí quạt cho con chứ thầy cũng đã đến 6-7 năm nay không có dùng quạt mặc dù rất nóng con đã biết nhưng sống cái gì cũng phải tập hết thì không phải không con đến đây thầy trông con chứ không phải con trông thầy nhưng cũng có yên tâm hơn là mọi người cứ sợ khi thầy mệt không điện xuống rồi lại làm sao nhưng tất cả là do nhân quả hết không có gì phải lo no lắng khi con người tu đã hiểu được lời Phật dạy thực tế là như vậy nhưng thầy vẫn cảm nhận thấy con trẻ hai bốn tuổi đầu còn cũng như con của các quý thầy vậy vẫn còn đang sống ở ngoài đời dục lạc thế gian cám dỗ tiền bạc danh vọng sắc dục ăn và ngủ còn con về đây thì trong túi chẳng dám dần chẳng dám giữ đồng nào đến điện thoại cũng phải đi xin tiền nạp một tháng năm mươi để kiếm năm ghi một ngày màu pháp vậy cũng tốt rồi con phước nhìn ra của quý thầy đó nhưng người đời không hiểu được nhưng dù sao cũng cảm ơn con là vì con cũng rất muốn được nghe thầy nhưng thầy dạy cái gì phải nghe phải thực chứ đừng để nó nhớ nhớ quên quên mãi như vậy thì không có từ trường được gần thầy đâu đấy Đêm báo thức reng reng bên tại tay rất to rồi nhưng con không dậy để cái đồng hồ báo thức hơn 3 giờ nhưng tận hơn 4 giờ mới dậy nhưng thế cũng là khó mặc dù thầy có bật điện sáng cũng chẳng né được mắt của con mà dậy vậy nên thôi âu cũng đã tốt rồi nhưng cái gì cũng phải tập từ từ nhé con như vậy là tốt nhưng chỉ khi nào mệt quá mà không đi lại được thì các con mới chăm sóc người bệnh là tốt đức phật dạy có bốn cúng giường một là cúng giường thức ăn hai là cúng giường y áo ba là cúng giường sàng tỏa sàng tỏa đây là chỗ ngủ chỗ nghỉ giường chiếu chăn màn năm bốn là cúng dường thuốc men do vậy những bốn cúng dường có giá trị công đức rất lớn nhưng đối với những người sống ni dục biết giữ gìn giới luật của đức phật thì các con mới có phước con rất may mắn sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khổ nhưng quê lớn lên lại gặp pháp sớm ở bên cạnh quý thầy ngày chỉ ăn một bữa từ trên núi xuống xin ăn hai chẳng dám nhận một đồng nào đâu con nhỉ con xem đi chùa nhiều nào nổi mấy khi ai được như vậy đâu con khó lắm thôi cũng cảm ơn con vừa có niềm vui của con ước nguyện của con nhưng muốn ước nguyện ở bên thầy mãi mãi thì con phải giữ giới phải chịu học chứ nghe đầu này tay này nó sang tay khác là không được đâu xa thầy mãi mãi đó đấy con không thể lời thề thốt hay gọi lời ước nguyện của con đối với thầy con luôn luôn ước nguyện được đi bên cạnh thầy để học thầy để những lúc mà thầy già yếu con có bên cạnh để nâng khăn sửa túi cho có phải không nhưng điều đó thì ai cũng muốn nhưng chỉ muốn đệ tử của mình học được lời như mình và ít nhất là cũng học được công hạnh của mình chứ chưa nói đến hơn con à hơn là mục tiêu của quý thầy luôn luôn ước nguyện cho các con để nó thêm từ nành trừ trường nành của chánh pháp được hoan hỉ được hiển dương đó con thôi công việc cũng vậy tốt rồi nhưng thầy vẫn cứ dặn con mà hãy giữ gìn đúng giới luật thì ước nguyện cái gì cũng được đó con chào con